Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, sáng nay Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến thăm chúc Tết một số gia đình chính sách tại quận Ngũ Hành Sơn. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nữa và thương binh 1/4 Lê Thị Công, công trú tại phường Khuê Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc. Bày tỏ lòng biết ơn với những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định Đà Nẵng sẽ luôn quan tâm, dành nguồn lực để chăm lo gia đình chính sách có cuộc sống càng tốt hơn. Mong muốn mẹ Nữa và thương binh Công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, làm điểm tựa tinh thần, động viên con cháu tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.